Cầu năng rồng, mọi cái khổ nó sẽ diễn biến tới. Tại vì ấn định đó, ngày xưa đó có ấn định là năm mùi thân dậu mới là 3 năm 6 tháng cơ hành thử. Nhưng mà bây giờ cha không còn kéo dài được nữa, nên cha mẹ đã quyết định bắt đầu từ năm thìn giảm ý cho các con quái của các ngài đó. Là biết vào đầu năm thìn có rất là nhiều dị tượng trước khi chúng ta bắt đầu năm thìn. Thì bây giờ những cái dịp đó nó đã coi như là nó đã khơi màu rồi đó quý vị. Thì chúng ta là con của cha mẹ thì chúng ta nên tu hành gấp rút để nhờ hồng phước của cha mẹ ban ơn xuống cứu đỡ cho chúng ta thoát qua những kiếp nạn sắp tới đây. Chúng ta tu đi các vị sẽ bước qua một cách dễ dàng thôi, không có gì khó cả. Trong còn một năm mấy ân xá nữa, tức là khi 100 năm ân xá hoàn toàn đóng lại, thì các vị các tu cũng khó mà đạt quả, chánh quả lắm quý vị. Bây giờ chúng ta tu vẫn còn kịp, còn giai đoạn tu nhất kiếp ngộ nhất thời, nên chúng ta cố gắng tu học, cố gắng hy sinh một khoảng thời gian thôi, thì chúng ta đã đạt được hạnh đức. Tại vì ân xá đó là giống như chúng ta đi một con thuyền xuôi dòng nước vậy đó quý vị. Nó đi rất là nhanh, và cái lực nước đó nó đẩy cho chúng ta đi nhanh nữa. Còn nếu mà chúng ta đi ngược dòng, để một giai đoạn chúng ta đi ngược dòng nước, thì có cố gắng hết sức đi nữa, cái thời gian đó, nó cũng vẫn chậm đến đích như lắm quý vị. Thì mong rằng quý vị hãy cố gắng tu. Đây là những cảnh khổ sắp diễn ra rồi, thì đã và đang diễn chứ không phải là sắp diễn nữa. Bây giờ là dịch bệnh nè, chiến tranh nè, rồi thất nghiệp nè, rồi kinh tế nó khủng hoảng nè. Và sắp tới đây tháng 3 nữa quý vị ạ. Tháng 3 là tháng thìn. Năm nay là năm thìn. Thìn thì ẩn chứa dương, dương tức là quả đó quý vị. Và năm nay là năm quả nữa quý vị. Thì tam quả sát lần này nó ẩn vào tháng 3 đó quý vị. Tháng 3 này chúng sanh rất ư là khổ. Thứ nhất là nước, thứ hai là lửa, nó sẽ siết chặt hơn rất là nhiều. Bây giờ còn đến phong nữa đây quý vị, tức là mưa bão. Nếu xảy ra một trận bão, một trận mưa bão, thì cái số lượng gọi là cái lực thổi, cái lực nó sẽ mạnh gấp 3-4 lần ngày trước đây. Dông tố đến đây, cây đau giữa quý vị, là như vậy đó. Sập hết tất tần tật mọi thứ đều. Bây giờ chúng ta nên có sự rút ráo tu hành. Chỉ có phước đức của chúng ta nó mới có thể là che chở được cho chúng ta mà thôi. Ngoài ra không có điều gì để mà làm cho chúng ta thoát qua được hết quý vị. Muội sẽ đọc cho quý vị nghe một bài cơ, một bài của Đức Thầy mà muội vừa nghe vừa tìm thấy rất là hay nè quý vị. Trải một lúc cuồng ba sống dậy, chắc nhân sanh sẽ thấy diệt chi. Trời đà sắp đặt ly kỳ, tới ngày trả quả âm ỳ biết bao. Thỏa cho kẻ khát khao đạo đức, danh thánh tài,
thơ trực non sông. Theo đòi học cổ của ông, nguồn văn kêu gọi người đồng tâm tu, lòng đừng chất mối thù chi cả, lũ bạo tàn tất tả nay mai, bấy lâu khoe giỏi khoe tài, trời xanh rọi thấu diệt loài kiêu căng. Đây là của Đức Thầy đã viết rất là lâu rồi quý vị, mà rất là hay và nó ứng vào ngay trong cái cơ bây giờ hết đó quý vị. Mong rằng quý vị hãy cố gắng sống tốt, sống thiện lành và sống thích nghi với cuộc sống bây giờ. Cuộc sống nó khó khăn thì chúng ta đừng có kén chọn nữa, và hãy cố gắng ẩn nhẫn thủ kỷ, tức là tiện tặng nó gói ghém lại để chúng ta có một cái cuộc sống nó bình an. Chúng ta biết đủ là nó đủ thôi quý vị, không sao cả, miễn rằng thời gian còn đó. Thí dụ trong một ngày chúng ta 12 tiếng thì chúng ta làm việc 6 tiếng, còn 6 tiếng lại chúng ta năng tu tập và rốt ráo tu hành, cố gắng niệm Phật. Bây giờ chỉ có cái pháp môn niệm Phật là nhất nhất mà thôi. Bởi vì chúng ta có trì chú hay là chúng ta có trì đại bi cũng tốt thôi, nhưng mà bây giờ căn cơ của con người thấp bé, chúng ta trì chú nhiều khi cái quan lực của chúng ta không thỉnh mời được các vị trong chú đó thì cũng ít ít có hưởng được đó. Bằng chi chi trong giai đoạn ân xá này chúng ta phải niệm Phật đi quý vị, niệm Phật là tất cả thôi. Còn nếu chúng ta đủ hạnh đức, chúng ta trường chay tuyệt dục thì chúng ta trì chú, đó là một vấn đề tốt, rất tốt nữa quý vị. Chúng ta sẽ thỉnh mời tất cả các vị ở trong chú, nhờ quay lực của các vị hộ trì cho chúng ta, làm cái lực đẩy chúng ta đi đến đích, chứ cũng không phải ẩm bồng các vị đâu nha các vị. Nên các vị phải nghe cho kỹ, đó là một điều thật tốt. Nhưng mà đối với căn cơ của những người cao trọng kìa, người ta trường chay nè, người ta tiệt dục nè, người ta buông bỏ nè, tâm người ta vững, thì người ta có thể triệu thỉnh tất cả các ngài các vị đó một cách dễ dàng, nhờ cái quay lực ở trong các ngài trong chú đó thì thúc đẩy chúng ta rất là đi rất là nhanh. Đó là một điều tốt. Còn bây giờ đối với căn cơ con người bây giờ thấp bé thì chúng ta nên cố gắng là niệm Phật là pháp môn cốt cánh nhất cho bây giờ đó quý vị. Nam mô Phật. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay Quốc Đạo được nhiều bà con gỡ lời hỏi thăm tỷ sức khỏe và cũng hỏi rất là nhiều câu hỏi. Thì để không làm mất thời giờ của tỷ thì Quốc Đạo sẽ tranh thủ hỏi tiếp tục. Thì cái câu hỏi này là của một cái vị ở ngoài nước ngoài, có điện cho Quốc Đạo để giao phát gạo, nhưng mà rồi sau đó thì cũng có hỏi một câu là hỏi Quốc Đạo, hỏi tỷ dùm, là hỏi là đời xưa đó trả báo thì chày, quả báo thì chày, đời nay quả báo một giây nhãn tiền. Có nghĩa là ngày xưa đó là ông bà ta có nghiệp lực, muốn trả báo thì cũng rất là lâu, quả báo cũng rất là lâu. Còn ngày nay chày là lâu đó, còn ngày nay thì nó rất là nhanh. Cũng giống như là người ta thấy rõ ràng trước mặt người đó cầm cái cây súng bắn vô cái hình của Đức Thầy. Thì chưa được 3 tháng, 5 tháng sau nữa thì người đó bị bệnh nổi trong cái mục, cái mục, cái chân, cái cằn cổ. Rồi cũng ớ không có chuyện được, tới chết luôn. Rồi một cái trong cái lỗ, trong cái mục đó, nó thầy quầy ra một lỗ giống như hình viên đạn bắn vô một lỗ thầy quầy vậy đó. Còn cái người kia gặp mặt cái người nọ là đang ngồi nghe giảng, mới nói như thế này: chừng nào ông thấy tôi lỡ là ông tắt giảng liền nghe, tại tôi nghe tôi nhức đầu. Thì cái người đồng đạo này rất là buồn. Thì qua một thời gian thì cái người mà nói đó tự động nghe là bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, không làm việc suốt ngày luôn. Người trong khi người ta đang ngủ thì anh đó đang làm việc, mà buổi trưa người ta đang nghỉ ngơi thì anh đó đang làm việc ở ngoài nắng. Nghĩa là bắt buộc anh đó phải làm như vậy đó.
làm suốt 3 năm trường, anh đó không dư 1.000 nào cả, khổ sở luôn. Rồi anh đó đi về nhà mới sám hối lại, mới từ đó tới sau anh đó mới làm ăn được bình thường lại. Thì cái cô này hỏi tỷ, tại sao mà đời xưa trả báo nó lâu mà đời nay trả báo nó mau? Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ Mô Phật, chuyện đó là một cái chuyện tất nhiên rồi. Tại vì ở đời mặt pháp này thì coi như là đời hạ môn hạ đó, không còn cái gì nữa hết là chuẩn bị cho cái đời thượng môn thánh đức. Thì cái đời thượng môn á, thì dụng toàn là những người căn cơ cao dày, hạnh đức cao trọng và tu hành cao công quả thì mới đạt được, mới đủ điểm để mà vào thượng môn thánh đức. Thì trong cái thời hạ môn thánh đức có bao nhiêu phải trả cho sạch, sạch hết mới được về quý vị. Từ nhiều đời nhiều kiếp và trong kiếp sanh này chúng ta gieo biết bao nhiêu là tội lỗi. Nếu thật sự ra trong cái đời mạt pháp này mà cha không có cho 100 năm ân xá thì tội lỗi của chúng sanh chất cao hơn núi, cả núi Tu Di nữa đó quý vị. Nên bắt buộc cha phải ân xá. Thì cha ân xá trong 100 năm rồi đó, mà chúng ta xét lại mình đi, mình ở kiếp sanh này mình từng phạm bao nhiêu tội lỗi thì bắt buộc chúng ta phải trả, chứ đừng nói chi nhiều đời nhiều kiếp. Bây giờ phải trả cho sạch, phải cộng nghiệp và trả cho sạch. Bởi vậy nó mới có sự cộng nghiệp. Nhiều khi đi một chiếc máy bay, ở người ở hướng Bắc, người ở hướng Tây, người ở thành phố này, người ở thành phố kia, người ở nông thôn nọ, cộng nghiệp với nhau, máy bay nổ, chết hết. Đó là sự cộng nghiệp đó quý vị. Bởi vì thời mạt pháp rồi quý vị, bắt buộc phải trả cho sạch. Qua đời thánh đức không còn ai dai dai trả trả nữa hết. Sống một cuộc sống rất là thiện lành và tốt đẹp ở trong cái đời thượng môn. Bởi vậy bây giờ trả là cho nhanh. Ngày xưa đó chúng ta trả đó chưa hết thì đợi con cháu chúng ta trả tiếp. Vì cái sự cộng nghiệp của con cháu chúng ta với chúng ta cùng một nghiệp mới đầu thai vô thành một gia đình. Nhưng mà bây giờ đó không phải như vậy nữa. Nghiệp của ai nấy trả, ai ăn nấy no và ai tu nấy đắc, bắt buộc chúng ta phải trả cho hết. Có những người đó không tin luật nhân quả, chỉ tin cái thuyết vô thần thôi. Thành thử ra đó có những hành động bất kính, xỉ vả, thóa mạ các đấng. Giống như Quốc Tạo vừa nói câu chuyện là cái người đó bắn vào hình Đức Thầy. Thì Đức Thầy cũng là Đức Thầy mà thôi, không bao giờ đổi được chân lý cả. Ổng là ai thì ở trên người ta đã có ngôi vị như thế rồi. Có xé cái tấm hình, có đốt tấm hình, có bắn tấm hình, có chà đạp tấm hình. Thì ổng cũng là một vị Phật, một thiên tử mà thôi. Không phải là chúng ta cái chà đạp mà đổi được chân lý cả. Nhưng mà cái tội lỗi này chúng ta phải trả nè, phải trả một cái giá quá đắt. Cái người đó đó bị một cái lỗ như vậy để đến chết đó là còn nhẹ đó quý vị. Nếu thật sự là một người ở trên mà không có có tâm, không có từ bi đó, là chỉ cần người ta chặt một cách một cái đầu cái người đó rớt xuống rồi, không cần tới mà đợi mấy tháng sau. Cái quyền năng vô đói của các nhà các chị rất là mạnh mẽ vô cùng, màu nhiệm vô cùng. Đừng có giỡn với vô vi, với thiên liêng là không được. Chúng ta phải kính trọng. Tại vì các ngài các vị đó, người ta lên là Phật, là tiên, là thánh, là thần,
thì cái tâm từ bi của chúng ta, của họ rất là lớn. Còn chúng ta là vô minh nè, xuống đây trả nghiệp nè, chúng trần thọ khổ mà khôn nè, chúng ta khổ quá, chúng ta đâm ra chúng ta bị bổng trí, nói là à, Phật đài đó này nọ, người này ban hồng ban phước ban ban toàn là khổ nạn, nhưng chúng ta đâu có nghĩ rằng tại chúng ta gieo nhân thì chúng ta phải gặp quả mà thôi. Nhân nào quả nấy con ơi, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát nói gieo trước gặt sau cũng nhân nào quả nấy con ơi, gieo trước gặt sau ấy lẽ 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 trời không sao hết quý vị. Bây giờ chúng ta đó phải cố gắng là buông bỏ tất cả và xin sám hối. Chúng ta phải sám hối những tội lỗi của con đã làm từ nhiều đời nhiều kiếp và trăm kiếp sanh này. Những lúc con đã vô minh phạm phải thì nay con sẽ quyết tâm tu hành lập công bồi đức để con được theo chân của các ngài, hoặc là con về với chân cha gói mẹ chẳng hạn. Mình phát nguyện lên như vậy mình mới có động lực mà tu hành. Bây giờ là giai trả ghê lắm, không có phải là một kiếp này mà trả cho những kiếp trước nữa. Bởi vậy á, cha mới bắt buộc đóng địa ngục để chi, để lùa hết lên đó quý vị. Mà những người thọ xa địa ngục đó là thành phần rất ư là ngỗ nghịch, ngu muội và hết sức là ác bá nữa đó quý vị. Nên nó bây giờ nó lên, thí dụ như bây giờ mình từng cắt cổ nó qua, nó là con vật đó, mình từng cắt cổ nó qua thì nó lên đây nó chặt mình lại là chuyện bình thường. Nhưng mà đó là ác. Mà con người mà không có lòng yêu thương từ bi, không có biết tha thứ, thí dụ như bây giờ đó, trong kiếp sanh này dai dai trả trả nhiều đời nhiều kiếp nhiều lần như vậy mà chúng ta không biết thương yêu đồng loại, mà chúng ta nở lòng chặt đứt người đó, thì cái người chặt đó cũng coi như là mặc dù trả được cái nghiệp, cái ân quán đó, nhưng mà cũng vẫn bị tiêu hồn quỷ xác trong cái thời này. Bởi vậy chúng ta đó nên nó cố gắng là buông bỏ hết, đừng bao giờ để trong tâm nữa, mà hãy buông bỏ hết, buông bỏ tất cả, đừng có. Mình phải cầu xin những ai con lỡ làm cho người, cho chúng sanh đau khổ, những chúng sanh nào đã từng làm cho con đau khổ, con nguyện xin tha thứ hết rồi theo con mà tu hành đó, thì chúng ta cũng nên sám hối và nguyện làm lành như vậy. Bây giờ là kiếp chót rồi, không còn đợi kiếp nào nữa để mà trả đâu quý vị. Tại vì trong cái giai đoạn này, 3 năm 6 tháng cơ hàng thử, chúng ta rất ư là khổ. Và bắt đầu từ trong tháng 3 này, các vị sẽ thấy cảnh, nó đi tới cảnh, nó cảnh, cảnh, đủ thứ cảnh hết. Nên chúng ta hãy cố gắng làm sao thích hợp được. Khi chúng ta thích hợp được thì chúng ta mới có cơ hội sống sót để mà coi hát quý vị. Mô Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. À, cảm ơn chị đã chia sẻ rất là cặn kẽ. Thì cái chị ở ngoài nước ngoài cũng nghe rồi đó ha. Em cũng đã hoàn thành cái nguyện vọng của chị là, thì cái thời nay là nó ngắn ngủi, nó hạ quan mặt pháp, nó cùng cuối, cho nên là trả báo phải trong kiếp này luôn, đặng để ra đi. Có nợ thì phải trả nợ, có phước thì phải trả phước, cho nên là mới là mau. Còn đời xưa đó thì mọi người đều rất là chánh trực, phước thì dày, nghiệp thì mỏng. Ông cha ta là lúc trước là
mang đai giáp mang hia, nhưng mà tâm người ta rất là chánh trực, tuy ở ở thể hình ở ngoài người ta xấu nhưng mà tấm lòng người ta tốt. Còn không như cái thời buổi vật chất kim tiền hả, bây giờ là ở ngoài thì đẹp đẽ da trắng gì đó vân vân, nhưng mà trong lòng thì thua, thật sự là thua thú luôn thật sự đó. Cho nên là có nhiều câu mà thầy cũng nói đó, thầy nói là bây giờ đó đời thời kỳ này nhiều quỷ cùng ma chờ mở cửa quỷ dương xuống thế, nên ta mới ra tay cứu tế kẻo chúng dân bệnh khổ quá chừng. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếp tục đến cái câu hỏi tiếp theo thì một vị này là cái người nam ở Đồng Tháp có rất là am hiểu về cái ở bên về những cái cơ cuộc về, về Campuchia, cho nên mới hỏi như Quốc Tạo thế này là trong sấm giảng cũng có nghiên cứu là cái câu mà mai sau nhiều cuộc đắc cài đua nhau mà chạy lầu đài cũng xa. Vì là đắc cài là tháng 3 tháng 4 rồi chạy mà lầu đài, mà là chạy cái lầu đài đó là cái đầu lầu đài gì vậy, có phải là lầu đài núi Cấm không mà cho chạy hoài cũng xa. Rồi cái bổ sung thêm là tháng 3 bá tánh khóc ròng bị tằng nó giết máu hồng tuôn rơi cũng là tháng 3 đó. Hay là có nhiều chỗ nói là khó nổi biết đến năm Thìn, mưu cao như gã Cống Quỳnh ngày xưa, chờ chuyển kẻ có mưa, lực dày chế chí lực thưa chảy đầu, là cũng nói là cái năm Thìn này sẽ có công chuyện. Vì hỏi tỷ là cái tháng 3 đó là tỷ thường nói tháng 3 hoài là có phải là tháng gì không, và còn cái lầu đài đó là cái đầu là cái lầu đài gì. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ Mô Phật. Thì bây giờ đó mọi chị chia sẻ được với quý vị rằng tháng 3 thôi, còn chấm 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 muội không dám nói nữa, tại vì muội cũng đã từng nói với quý vị trong các clip trước rồi, tháng 3 sẽ có biến. Bây giờ muội sẽ nói thẳng luôn với quý vị rằng là tam quả sát nó nằm ở tháng 3. Thì các chị ơi, trong cái tháng 3 nó rất rất là loạn. Còn mọi chi nữa sâu về cơ pháp hoặc là nó sẽ ảnh hưởng tới chính trị thì thôi một chấm chấm để đó. Mong các vị, mình là người tu thì mình phải có sự chuẩn bị mà thôi. Mọi cách từng nói với quý vị rằng chúng ta nên chọn một cái túi, cái gì đó đựng tất cả giấy tờ tùy thân, một chút gì đó, cái gì cần quý mà có thể là mang theo được thì chúng ta hãy chuẩn bị. Nếu thật ra chúng ta có nhiều cái gì đó nó bất ổn cho chúng ta tại nơi đó thì chúng ta có thể quải cái đó mà chạy thôi. Nhưng mà còn cái việc mà về chính trị thì thôi muội xin phép là không nói nữa. Chúng ta là người tu hành thì cứ thuận tự nhiên đi quý vị. Chúng ta chỉ bây giờ chỉ có cầu xin mà thôi. Và cầu xin cho quốc thế dân an, nhà nhà cơm no áo ấm, an vui thái bình, tật bệnh tiêu trừ. Rồi xin cho gia đạo chúng ta được bình an, tai qua nạn khỏi. Vậy đó, thì chúng ta cứ cầu xin mỗi khi những thời cúng của chúng ta đi. Tại vì tất cả chi chi đều có một sự sắp đặt, giống như một cái menu vậy đó quý vị. Từ A đến Z đã có rồi, hết rồi quý vị ạ. Chiếu chỉ của cha cũng đã buông xuống rồi quý vị, không thể nào đỡ nữa. Và mẹ cũng chỉ ngồi mà khóc mà thôi, không biết làm sao để cứu con nữa. Tại vì cái đời bây giờ nó đã đi đến rồi quý vị. Mỗi con nói với quý vị rằng tháng 8, tháng 6 năm 2018 là bắt đầu lục thập bát niên trở lại nhà, hiệp cùng tam giáo khởi long hoa, lọc lừa tiễn chọn phân tà chánh
thanh thượng trượt trừng ấy lịch cha. Đó là bốn câu nói của Phật mẫu dành cho muội đó quý vị, mà muội đã nhắc nhở với quý vị đi lại trong nhiều clip rồi. Bắt cái mầm móng muốn chốt sắc và con cái vào tháng 6 2018. Bởi vì vì thấy không, chúng ta trải qua một cơn dịch bệnh quá ư là khủng khiếp chưa quý vị. Bắt đầu là từ năm 2019 và năm 2020 thì chúng ta bắt đầu sẽ trải nghiệm dần. Còn bắt đầu 3 năm 6 tháng cơ hàng thử là bắt đầu từ năm 2024, 2025, 2026 và nửa năm 2027, 2028 và 2029. Đó là năm Tuất và năm Hợi đó quý vị. Sẽ là năm Dậu chứ. Năm 2020 năm Thân và năm Dậu chúng ta mới thấy kiến thái bình, tức là lúc đó chúng ta mới cảm thấy đỡ thôi quý vị. Thì là bắt đầu có sự chuẩn bị bước qua đời thánh đức bắt đầu năm 2030, là bắt đầu toàn bộ là bắt đầu là đời thượng nguồn thánh đức rồi đó quý vị. Mình cũng không còn thời gian nhiều, bởi vậy mỗi từng nói với quý vị rằng chúng ta bị mỏng như cách chuồn chuồn đó. Cách chuồn chuồn quý vị biết không, mà nó rớt luôn đó quý vị, chứ không phải là cánh trường trường mà được nguyên nữa. Thì bây giờ ai khôn thì đỡ thôi, còn biết thì đỡ cho chúng ta, còn không biết thì coi như là phải chịu. Vì bây giờ là cơ sắc vạt rồi, vàng da vàng thao ra thao bắt đầu hết rồi đó quý vị. Nó có một cái lập trình, coi như là một cái lập trình đã cài sẵn rồi, chúng ta không thể nào che chở hoặc là quán đổi nó được. Chỉ có làm tăng hoặc giảm nhẹ là do tâm của mỗi người. Thí dụ một người cầu xin thì nó sẽ có quyền năng, sẽ bề trên nó sẽ giảm ít. Nếu như một đất nước cầu xin thì quyền năng của cha sẽ giảm dần cho chúng ta. Hoặc là một thế giới cầu xin thì có lẽ là mưa thuận gió hòa đó quý vị, sẽ nhanh thôi, không sao hết. Quý vị đừng có hoang mang, mà bây giờ chúng ta nên tu đi, chúng ta nên gột rửa cái tâm của chúng ta đi, hãy cố gắng gìn lòng cho chặt và tu hành nhiếp tâm để chúng ta cùng chúc tay nhau có thể làm cầu xin để được giảm án đó quý vị. Đây là cơ thưởng phạt rồi, không có còn lúc nào nữa. Bây giờ đó, cái cơ đó gọi là dân chủ chánh tự do quyền. Mình sẽ đọc cái này cho quý vị nghe nha. Thời mạt pháp nhân sanh xu hướng, dụng trí khôn trưởng dưỡng tham cầu, văn minh vật chất dìm sâu, đua tranh so sánh nghèo giàu cựu tân, việc ăn uống sơn trân hải vị, muốn miệng ngon ích kỷ triêu ngươi, thấy ai được chính mình mười, khoe danh khoe của hơn người chỉ ta, chỗ ở lại quy nga đài cát, thấy ai nghèo bài bác hơn thua, tiện nghi sung sướng bốn mùa, bản thân kiêu hãnh chanh chua lời, y phục diện che đời gánh nhiễu, hợp thời trang đủ kiểu khoe thân, thuần phong mỹ tục chẳng cần, học làm trưởng giả tranh phân đua đời, đi một bước xem coi phương tiện,
chọn tà bè vận chuyển cao sang, làm sao hơn được xóm làng, rằng ta giá trị bắc thang lên trời. Cái lạc thú hiện thời lẫn quẩn, khiến con người mê mẩn đua tranh, lăng xăng xạo sự dịch dành, vọng cầu phúc lộc thôi tanh chỉ tồn. Mạnh lớn yếu cậy khôn hiếp dài, lấy thông minh sát hại loài người, mưu sâu kế hiểm không lời, đưa ra một vốn lấy mười lãi sâu. Bảo hết tiếp còn đâu nhân quả, giờ hiện tiền cố thỏa nhu cầu, vợ xinh gái đẹp cao lâu. Luân hồi nhân quả đáo đầu việc chơi, mãn ngộ chữ kim thời đổi vận, nghĩa phu thê tín hữu vô nghì, văn minh tràn ngập sân si, ngã nghiêng nhân nghĩa còn gì nhân luân. Quý vị thấy cái bài cơ không quý vị? Trách chúng ta đủ điều hết, y chang như bây giờ, cuộc sống bây giờ và con người đối đãi với nhau bây giờ đó quý vị. Nên á, ngày xưa đó, lẽ ra năm 2000 chúng ta đã bị thọ rồi, nạn rồi đó quý vị. Đã, cha đã định vũ sổ trần gian rồi, chính Phật mẫu và cửa phẩm định mệnh như cửa trần thiên đó, đã quỳ và cầu xin cha ban ân để cho các mẹ đưa các Phật tiên thánh thần xuống thế để mà hóa độ chúng sanh, cứu được bao nhiêu đỡ bấy nhiêu. Thì đến năm 2012 là một giáp là chuẩn bị lập đời rồi quý vị, nhưng mà mẹ vẫn đỡ lệnh bài khi cha xuống tay đó quý vị. Thương mẹ lắm quý vị ạ. Chúng ta là những người con mà không biết yêu thương cha mẹ của mình, đó là phạm tội bất hiếu. Ở mặt thế này cũng vậy, đó là giai trả nhân quả, nhưng chúng ta phạm với lực thiên, đó là cái tội bất hiếu rất nặng quý vị. Sau này bị trảm thủ quý vị, tiêu hồn quỷ xác không hoàn hồn lại nữa, cha chấp nhận cho mất 7 phần đó quý vị. Nên á, muội rất là mong quý vị ơi, cùng muội tu hành đi, hãy gắng cố gắng tu hành. Tu hành trong một kiếp sanh này thôi mà chúng ta đã đạt được tất cả đó quý vị. Đời ân xá là vậy, mà mọi người phải cố gắng tu hành thôi, đừng có lăng xăng xạo sự, đừng có cho ta là thánh thần tiên Phật. Hạ phàm là chúng ta là người phàm mắt thịt, chúng ta ai cũng như ai hết, nhưng khác nhau ở cái tâm đức của mỗi người. Người có biết hiểu sâu về Phật pháp hay là người vô tâm, thì chính vì điều đó mà thôi. Mong rằng quý vị hãy cố gắng mà tu hành thôi, mùi chỉ mong là tu hành thôi. Còn những gì mùi đã nói được thì mùi đã nói, còn có những cái bây giờ chưa phải là lúc để lộ thì mùi sẽ gác lại, đến một lúc nào mùi có thể nói tròn hơn thì mùi sẽ sẵn sàng không giấu giếm tất cả các ngài các chị hay các bạn gì hết. Để chi? Để cho chúng ta cùng nhau tu để mà mau mau thoát về với chân cha với mẹ. Mẹ rất mong điều đó quý vị. Mẹ mong chúng ta về lắm. Thần thánh tiên Phật dạy thương yêu, chỉ có ma dương ác độc nhiều, đạo gốc bởi lòng thành tín hiệp, đại đồng do trí huệ cao siêu, sửa kinh loạn pháp xuất phi thuận, biến thể thay tâm thiện đổi chiều, sanh chúng út đê tùng vật chất, luân hồi nhân quả thế gian tiêu. Quý vị thấy rõ ràng cái bài thơ xuống, bài cơ xuống không quý vị? Mẹ lúc nào cũng nhắc nhở chúng ta là thần thánh tiên Phật
lúc nào cũng dạy cho chúng ta thương yêu hết á. Chỉ có ma dương á, nó mới sân si hận, tức là tam độc đó quý vị. Nó chất chứa tam độc, nó mới xúi chúng ta, con người chúng ta ác và sân si và hận thù. Đó, đó là tam độc. Mà nói tiếp, đạo gốc bởi lòng thành tính hiệp, tức là cái tâm của chúng ta đó. Đạo là đâu? Đạo là do gốc, gốc do lòng chúng ta. Thành tính tức là tính yêu, là tính ngưỡng đó, mới hiệp được. Quý vị thấy rõ ràng không quý vị? Chúng ta muốn làm gì mẹ cũng nói rằng con, nói là tu mới được. Mọi cũng nhắc đi nhắc lại cho các vị biết, cho dù một vị đại la tiên thiên xuất thế cũng phải tu mới về được, chứ không tu cũng không về được. Năm hàng đại la là nhất nhất rồi đó quý vị, đừng nói chi tới hàng thượng tiên hay là thánh thần thánh tiên gì đó. Tất cả chi phải xuống thế, phải tu hành, phải công quả, công phu và công trình đầy đủ mới về được. Nên các vị, chúng ta bây giờ chi cũng phải làm tu và quyết tâm tu, phát nguyện để tu. Tu để làm gì? Mình phải có mục đích. Tu để làm gì? Tu cho bản thân mình nhẹ nhàng giải thoát. Nếu mà có thác đi, lỡ có thác đi, thì chúng ta phải đáo lại trong thời kỳ hạ thượng quân thánh đức, chúng ta cũng được hưởng phước lành. Hoặc là chúng ta tu giỏi hơn thì chúng ta sẽ trở thành thần thánh tiên Phật và được phong vị tại Long Hoa Hội, đúng không vậy? Nên chúng ta phải xác định mục đích tu của mình. Và bây giờ còn được ân xá như vậy nữa, nếu một nhất nhân đắc đạo của huyền thân, tức là một đứa con, chỉ cần một đứa con, một người cháu trong cái kiến họ đó đạt gì thì cửa quyền thăng hết đó quý vị. Một tầng chứng kiến mẹ cha thánh chúng xuống rước cái chị đó đắc đạo đó quý vị, đó là một sư cô đó quý vị. Khi cô ta chết, cô ta bỏ xác, thì trên cái quan tài của cô đó, người ta phủ rất là nhiều hoa. Thì đứng gần cái quan tài đó quý vị, tỏ ra một mùi thơm rất rất ư là dễ chịu. Dễ chịu lắm quý vị. Đến ngày chuẩn bị động quan đó, thì ở trên bầu trời có một dần sáng to bằng cái mặt bàn vậy đó quý vị. Mặt bàn tròn. Xoay tiếp mà cái hào quang rực rỡ luôn. Người đầu tiên phát hiện đó là một chú xe ôm quý vị. Chú xe ôm đậu xe chờ khách. Ông ta mới chỉ ra thì tất cả mọi người ở đang trong đám tổ ra ngoài mà coi xem. Trong đó có muội. Muội nhìn lên trời mà chỉ chắp tay lên và nhà niệm Nam Mô Diêu Trì Kim Mẫu Như Cực Thiên Tôn, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Thì rõ ràng á, mình thấy rõ ràng đó, khi cô, sư cô đó lên trên đó, ngồi được trên đó, ngồi được trên cái vòng tròn đó đó, giống như một cái dĩa bay vậy đó. Thì xung quanh cô ấy có rất rất là nhiều cửu quyền ngồi trên đó đó quý vị. Trong vài giây thôi, chắc tất cả tổng cộng khi hạ xuống và khi mất, biến mất đó, khoảng trong vòng 6 phút, 7 phút là cái đường tròn đó nó mất luôn. Mọi người vô niệm Phật liên thiên luôn. Đó là một sư cô đó quý vị. Còn một người nữa, đó là một người gì bà con với muội đó, muội kêu gì đó bằng gì, vì họ bà ấy tu hành đó quý vị,
Bà ấy có 40 mẫu đất. Bà ấy cắt phân nửa cho con, phân nửa còn lại cắt bán hết, làm công quả hết. Nhưng mà ông chồng thì không đi tu. Bà khi đó bà trốn nhà, bà đi tu luôn. Lúc đó đi tu chắc khoảng độ là 40 mấy rồi, xuống tóc quy y ở chùa Phước Huệ ở Sa Đéc đó, chắc có nhiều người sẽ biết. Thì đi tu rồi, chồng con đi kiếm, đi mời, đi xin, đi xỏ, bà nhất tâm quyết tâm tu, không màng tới gì hết của cải thế gian, cho hết hy sinh mà tu không. Đến khi bà tạ thế, cái ngày tạ thế thiêu luôn vậy, trái tim không cháy, tất cả mọi thứ cháy hết, trái tim còn y thinh. Quý vị thấy một cái lạ lùng chưa? Có một vị kiều đó đến đó thì thấy thờ cái trái tim trong cái lồng kiến, thì cái vị kiều đó mới hỏi đầu đuôi câu chuyện, thì chùa bên chùa đó người ta kể lại hết. Cái quân đó đó mới cho một tiền xây một cái tháp thờ, hiện bây giờ còn thờ ở bên chùa Phước Huệ Sa Đéc đó quý vị. Có ai ở gần đó thì cứ qua đó kiểm chứng đi. Quý vị thấy rõ ràng không quý vị? Có phải là tu nhất kiếp ngộ nhất thời không quý vị? Chỉ trong một kiếp sanh này chúng ta hy sinh, chúng ta quyết tâm buông bỏ tu hành, chẳng những chúng ta cứu chúng ta đoạt vị, mà chúng ta lại cứu cả cửu quyền nữa đó quý vị. Quá ư là lời rồi, đúng không? Thì chúng ta nên cố gắng hy sinh chúng ta thôi, là chúng ta cứu được. Mô Phật. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Câu hỏi tiếp theo của Quốc Tạo để hỏi cho một cái cô nữ hôm mới hỏi hồi chiều. Cô nói là hiện giờ gia đình của cô là chồng là con hầu như là không có tu đó, rồi nó làm cho gia đình nó gọi là nó hỗn loạn hết trơn. Cô hỏi là có phải là chồng con là cái nghiệp trả báo của mình không, giống như là làm những việc nghịch không à, giống như cô thì tu ăn chay còn gia đình thì ăn mặn, rồi chẳng những ăn mặn mà còn chơi đá gà, rồi còn quậy phá làm những cái việc mà không có đúng với cái người tu thì bình thường đi, mà còn làm trái lại rất là nhiều, rất là kỳ. Cô giống như là cô bất lực, cô hỏi tỷ đó là mình nên giải quyết như thế nào, rồi có phải là mấy người đó là nghiệp báo của cô không. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Đó là cái cách khảo của người tu đó quý vị. Thật ra đó, trong giai đoạn này người tu của chúng ta bị khảo lắm, nhồi quả, nhồi nhồi tất cả nghiệp quả của chúng ta từ nhiều đời nhiều kiếp về trong kiếp sanh này, nhồi lại một cục trả một lúc. Thì cô quý cô ơi, quý cô hãy cố gắng tu hành, bỏ mọi thứ qua một bên và cố gắng tu hành hàng ngày. Ví dụ chúng ta công phu 2 thời thì bây giờ chúng ta công phu lên 4 thời, 5 thời chẳng hạn, nhiều thời lên. Và mỗi thời của chúng ta đó đều cầu nguyện cho tên Nguyễn Văn A, Nguyễn Thị C, Nguyễn Thị B, bao nhiêu tuổi quay đầu hướng thiện, biết đến Phật pháp và xin trong cái cửa quyền kiến họ nội ngoại hai bên. Thí dụ như người chồng họ Nguyễn, người vợ họ Trần, thì hằng ngày chúng ta lên sám hối trước cửa quyền, xin cửa quyền xoay chuyển cho con cháu yên bàn trong kiến họ Nguyễn và họ Trần phải biết quay đầu ăn chay niệm Phật, làm lành đánh dữ. Thì xin một thời gian đi, cô sẽ thấy họ bị đòn như thế nào.
thì lúc đó nếu công quả công đức của cô dày thì tất cả mọi người đó sẽ quay đầu một cái luôn đó quý vị. Bản thân mọi cũng vậy, trước đây nè, cái gia của mọi ở tại đây chính mẹ đã chọn cho mọi, mà mọi về mọi chỉ khóc thôi đó quý vị, nói là mẹ ơi sao mẹ chọn cho con cái khu gì đâu mà dân á thì đá gà nhậu nhẹt hát hò, không ai biết cúng lại, không ai biết cái gì hết. Chiều là nó tụ tập nó đá gà rần rần như một cái chợ chòm hổm vậy đó quý vị. Muội đã từng than với mẹ như vậy, mà chính mẹ chọn cho muội cái gia luôn đó quý vị. Thì muội mới cầu xin hàng ngày ai không ai làm gì làm, đá gà kệ nó, muội vẫn cúng cúng và cầu nguyện cho tất cả các chúng sanh phải thức giác, phải tránh bất nghiệp sát và phải thực sự tu hành, chuyển hết tất cả đi đến nơi và hủy bỏ hết tất cả để cho tất cái sớm làng yên tĩnh mà mọi người cùng tu hành. Thì một sinh một thời gian đâu chừng khoảng hơn tháng tháng gì đó biến mất tiêu hết quý vị, không còn nữa, biến đến một lúc nó biến im re, mỗi còn chưa hay nữa đó quý vị. Và hiện thời bây giờ đó, mỗi buổi chiều 6 giờ cúng, bởi vì cúng theo cao đài là 6 giờ chiều là cúng. Thì nhà này gõ mõ, nhà kia gõ chuông, nhà nọ gõ đọc kinh EA, nhà nào cũng có, nguyên cả một khu luôn. Rất ư là thanh tịnh. Mà mọi người biết yêu thương hòa ái với nhau lắm. Khi hữu sự chung tay với nhau liền, mặc dù xóm này không có giàu có nhưng mà họ tâm rất tốt. Tự động không biết tại sao, nhưng mà mọi nghĩ rằng đó là cái cách chuyển của các vị Bồ Tát một khi mọi thành tâm cầu xin quý vị. Không có nhà nào mà không còn, cái nhà nào mà không tu nữa. Có những có một hai nhà không tu, chuyển tự nhiên bán nhà đi, người khác mua lại tu. Quý vị thấy rõ ràng ghê gớm chưa quý vị? Thật sự nếu cô mà có đức dày đó, cô xin rất là dễ, cha mẹ chiếu cố hết. Nhất là trong cửa quyền bây giờ, người ta về hành phạt con cháu ghê lắm, hành có người điên luôn đó, chứ không phải vừa đâu. Con cháu mà bất nghĩnh, bất ngưỡng, bất tu đó, ông bà khổ sở ngồi chờ con cháu đó, chờ con lập đức giúp quần ngôi xưa, mà con cháu trên này không có lập đức thì đời này đó, Chí Tôn và Phật Mẫu cho cửa quyền kiến họ nào về kiến họ đó để dạy dỗ con cháu của mình, nên họ hành ghê lắm. Có những người đó tự nhiên bị hành hành căn, rồi có những người bị hành khùng, có những người giống như là đi núi hoài mới chịu nổi, có những người phải làm bệnh mới chịu được. Đó đó là cửu quyền đó quý vị, cửu quyền hành con cháu, cùng con cháu lập công đó. Thì mong rằng cô phải xét suy lại và thực hành ngay hàng ngày công phu, mà công phu của mình đó là phải nhiếp tâm công phu, rồi mới cầu xin cha mẹ Chí Tôn Phật Mẫu, cầu xin các vị chư vị thần thánh tiên Phật, các chư vị Bồ Tát. Cầu xin xong rồi chúng ta phải qua cửa quyền, vì có cửa quyền mới được quý vị. Phải cầu xin trong cửa quyền cha tên Nguyễn A, Nguyễn Thị Văn B, Nguyễn Văn C, Lê Thị D chẳng hạn đó. Bao nhiêu tuổi mình liệt kê ra, xin cha cửa quyền thay chỉ cho con cháu ông bà biết lo quay đầu về hướng về Phật pháp, tu hành lập công đức đức, bỏ hết tất cả thứ hư tật xấu để còn kịp trong cái thời hạ nguyên thánh đức này, rồi quý vị sẽ thấy cửu quyền đánh như thế nào. Mô Phật.